Chào toàn thể anh em nhé. Thì trong video hôm nay em sẽ lên tư vấn cho toàn thể anh em chọn mua cho mình một cái mẫu máy xếp bu lông mà trong cái ngân sách nó rơi vào từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, mà đặc biệt là sử dụng cho những anh em thợ nhé. Thì vừa rồi cũng nhiều anh em nhắn tin hỏi bảo là ở trên mạng hoặc trên các hội nhóm Facebook ấy, thì có nhiều anh em cứ quảng cáo đây cái mẫu xếp bu lông Makita Trung Quốc này, hoặc là đây là cái mẫu để quát. Có nhiều các shop tư vấn là bảo dùng các loại này mà sửa chữa xe máy bao mở ốc 24. Thì em cũng khẳng định luôn với anh em ở đây, các cái mẫu rẻ tiền này chắc chắn là không mở được ốc 24, thậm chí ốc 22 cũng không mở được. Những con này nó chỉ phù hợp cho những anh em nào mà làm xưởng bắn tôn, bắn vít, hoặc là bắn những con ốc nhỏ thôi. Nên là anh em lưu ý nhá. Đặc biệt những cái dòng này, tóm lại là những cái dòng phân khúc nhái này đấy, thì nó không có con nào bắn được ốc 24 xe ga đâu. Thì hôm nay ở đây em đang có hai cái mẫu của thương hiệu Akuza. Thì đây là cái mẫu Akuza B1 là có lực xiết 380 N, và đây là cái mẫu Akuza B52 và nó có lực xiết là 450 N. Thì trong cái ngân sách 1,5 triệu thì cũng nhiều anh em thắc mắc là cũng muốn tư vấn được một cái mẫu máy mà hàng chính hãng mà sử dụng được, là cho anh em thợ sửa chữa xe máy. Thì đây em sẽ lên một cái sự kết hợp làm sao anh em nó đảm bảo được ngân sách mà vẫn có thể sử dụng được hàng chính hãng nhé. Em báo giá luôn cái mẫu Akuza 380 N này, cái thân máy của nó đang là 1.150.000, còn cái mẫu B52 này thân máy của nó là 1.050.000. Thì như cái video trước em đã nói, cái mẫu 450 N này đang được trợ giá từ nhà máy và từ nhà cung cấp là công ty Akuza, nên nó có cái mức giá là lại thấp hơn so với con 380 N này. Ở đây nhá, nếu như anh em nào mà có cái mức ngân sách mà nó chỉ khoảng tầm loanh quanh tầm 1,5 triệu thôi, thì đây là một cái sự kết hợp, nó cũng nói chung là nó cũng phù hợp ngân sách với anh em. Anh em có thể mua một cái body, đó là cái thân máy này 380 N kết hợp với cái quả pin. Ví dụ như anh em đây, ở đây em đang có mấy quả pin của hàng Trung Quốc, gọi là hàng nhái đi. Thì đây em tháo quả pin này ra đây anh em nhé. Như quả pin này hiện tại bên em đang bán là 200.000 một quả. Thì với những anh em nào ngân sách ít thì có thể mua kết hợp thân máy chính hãng, pin rẻ tiền, nó vẫn đảm bảo được công việc cho anh em. Nhưng nó chỉ có một điều là pin nó không được bền so với pin của chính hãng của Akuza thôi. Thì như quả pin này là 200, anh em kết hợp với cái thân máy nhá, ví dụ đây là thân 380 này, 1150 cộng 200.000 quả pin là rơi vào 1.350.000. Ngoài ra anh em có thể kết hợp với cái sạc ở đây. Đây nó là sạc chậm thôi, sạc bình thường. Anh em lấy chung thì em để cái sạc này là 80.000 thôi. Thì ở đây là một máy này là 1.150.000, pin 200 là 1350 cộng sạc 80, thế là hết 1.430.000. Đó, anh em có nguyên một bộ nhảy sử dụng rồi. Thì đấy là loanh quanh phân khúc nó chỉ tầm 1,5 triệu. Hoặc anh em có thể lấy lên cái sạc nhanh của Akuza, sạc 4A nhé. Cái sạc của này em đã có cái video lên buổi trước để phân tích cho anh em rồi. Thì sạc của nó là 250. Nếu anh em lấy sạc nhanh như này, một máy, một pin, một sạc, thì sạc 250 cộng với bộ này 1350, nó vào 1,6 triệu. Nhưng mà anh em lấy combo nhà em để anh em đúng 1,5 triệu thôi. Đấy là về bộ 380 N. Ngoài ra nếu anh em lấy cái bộ của con B52 này thì cũng kết hợp với quả pin nhái này đi, thân máy là 1050. Đây anh em, thân máy 1050, pin 200 là 1,250 cộng với sạc thường 80.000 thì nó mới là 1,330.000. Hoặc anh em lấy sạc nhanh này, một máy, một pin, một sạc nhanh là 1050 cộng 200 là 1250 cộng, đây là 250 nữa là 1,5 triệu. Thì anh em lấy combo nhà em để đúng 1,4 triệu thôi. Đấy, với cái ngân sách dưới 1,5 triệu như này là anh em có thể sử dụng cho mình được một cái máy hàng chính hãng rồi. Còn tất nhiên là ở cái mức tiền anh em bỏ ra thì với cái nhu cầu sử dụng nó như thế là hợp lý. Còn anh em có điều kiện hơn thì tốt nhất cứ lấy quả pin chính hãng của Akuza, một máy, một pin, 10 cell như này, và anh em sử dụng được bền hơn.
Đây, một máy, một pin, một sạc. Thì hôm trước em đã làm cái video đang là 1.800.000, sạc nhanh nhá, 1.800.000. Nhưng mà trong cái chương trình của em thì anh em lấy combo một máy, pin, một sạc nhanh. Giá của con này là chỉ còn 1.650.000 và bao ship tận nơi cho anh em. Còn con 380 lưu này thì anh em lấy một máy, một pin 10 sao và một sạc nhanh. Giá của nó chỉ còn 1.750.000 nhá. Đấy, loanh quanh khoảng 1.500.000-1.600.000 thì anh em có cái sự lựa chọn nó cũng rất là tốt rồi. Thì anh em nào mà quan tâm thì có thể cứ liên hệ trực tiếp đến cái số hotline bên em, hoặc là cần tư vấn về vấn đề sử dụng về máy, pin, sạc như nào, anh em cứ để lại bình luận bên dưới, bên em sẽ trực tiếp alo lại cho toàn thể anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu đặt mua máy Akuza cứ liên hệ với số hotline ở trên màn hình. Cảm ơn toàn thể anh em đã xem video nhé.